Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Động. Và chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi thì thế hệ Oppo Reno 8 series sẽ chính thức được xuất hiện. Và mình biết là các bạn cũng đang rất là quan tâm về những cái sản phẩm lần này. Và không sao, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tổng hợp lại toàn bộ những cái thông số cấu hình của em nó một cách chính xác nhất đến cho các bạn. Nếu như các bạn cũng đang quan tâm về những cái thiết bị này, hãy theo dõi hết video nhé. Ok, bắt đầu thôi. Tham gia ngay mini game giật Reno 8 đại chiến 8 giờ tối từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8 cùng nhiều quà tặng hấp dẫn với tổng giải thưởng lên đến 225 triệu đồng. Thông tin và thể lệ trò chơi các bạn xem thêm tại trang web của Thế Giới Di Động nha. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đi qua về thông số cấu hình của chiếc Oppo Reno 8 Z 5G ha, tại vì mình biết là các bạn cũng đang khá là quan tâm đặc biệt về cái sản phẩm này. Reno 8 Z 5G được Oppo sử dụng kiểu thiết kế vuông vức khá là tương đồng so với phiên bản tiền nhiệm là Reno 7 Z 5G, khi mà mặt lưng và các cạnh bên được vát phẳng một cách tinh tế, mang lại cho người dùng một cái nhìn sang trọng và thời thượng hơn khi cầm nắm sử dụng trên tay. Và mặt lưng của máy được làm từ vật liệu kính cùng với một cái độ nhám nhất định giúp cho thiết bị có khả năng hạn chế các vết xước. Máy mỏng nhẹ cùng với công nghệ phủ màu Oppo Glow sẽ giúp cho tình trạng bám dấu vân tay cũng được cải thiện đáng kể, và chúng ta không phải tốn quá nhiều thời gian để vệ sinh máy. Ok, và ở cái thế hệ Oppo Reno 7 Z 5G thì mình cũng nhận thấy là nó đã có sẵn một cái thiết kế tinh xảo rồi. Và sang cái dòng Oppo Reno 8 Z 5G thì mình chắc chắn là nó sẽ mang một cái hiệu ứng về phần thị giác khá là lớn, cùng theo với đó là một cái độ tinh tế và sang trọng cũng được nâng tầm hơn. Ở mặt trước của Oppo Reno 8 Z 5G cũng sẽ sở hữu một cái màn hình có thiết kế dạng đục lỗ bên trái, có chứa camera selfie bên trong. Và đồng thời thì Oppo cũng trang bị cho Reno 8 Z 5G một tấm nền là AMOLED với kích thước màn hình là 6,43 inch cùng với độ phân giải là Full HD cộng nhưng chỉ có tần số quét là 60Hz. Và nhìn chung thì về phần thông số màn hình của chiếc Oppo Reno 8 Z 5G, mình nhận thấy là nó không có quá nhiều sự khác biệt so với thế hệ trước. Tuy nhiên thì bù lại chất lượng hình ảnh cho ra của em nó sẽ được tối ưu hơn và mang lại cho mình một cái trải nghiệm thoải mái hơn về phần nhìn. Oppo Reno 8 Z 5G vẫn sử dụng con chip là Snapdragon 695 5G quen thuộc của nhà Qualcomm. Đây là vi xử lý được sản xuất trên tiến trình 6 nanomet hiện đại của TSMC, có GPU Adreno là 619 và CPU các loại Cortex A78 hiện đại, mang lại một cái hiệu năng cao khi mà chúng ta chơi game hay là xem các chương trình giải trí một cách mượt mà hơn. Và bên cạnh đó thì Oppo Reno 8 Z 5G cũng sẽ được trang bị mức dung lượng RAM là 8GB, giúp máy có thể hoạt động mượt mà và ít gây ra một cái tình trạng giật lag hơn. Đồng thời đi kèm với đó là bộ nhớ trong 128GB nhằm mang lại cho chúng ta một cái không gian lưu trữ một cách thoải mái hơn. Ok, và khi nào mà những sản phẩm này ra mắt chính thức á, thì chúng mình sẽ gửi đến cho các bạn những cái video test hiệu năng cũng như là trải nghiệm chơi game thực tế để cho các bạn có một cái nhìn khách quan hơn về hiệu năng của những chiếc máy này ha. Còn về phần camera của Reno 8 Z 5G, chúng ta sẽ được trang bị 3 cảm biến camera ở mặt sau với camera chính có độ phân giải là 64MP, camera góc siêu rộng có độ phân giải là 8MP và camera macro là 2MP. Ở mặt trước chúng ta sẽ có một cái camera selfie với độ phân giải là 16MP. Như các bạn đã biết thì từ trước đến nay những cái điện thoại Oppo sẽ vẫn luôn có một cái đánh giá rất là tốt về khả năng chụp hình, cũng như là Oppo Reno 8 Z 5G không ngoại lệ. Nhờ được trang bị độ phân giải cao thì những bức ảnh được chụp trong điều kiện đủ sáng từ camera Oppo Reno 8 Z 5G sẽ cho ra chi tiết hình ảnh tốt và rõ nét. Và nếu các bạn muốn biết khả năng chụp ảnh cũng như là chất lượng ảnh cho ra của em nó như thế nào thì khi máy ra mắt mình sẽ nhanh chóng gửi đến cho các bạn bài đánh giá chi tiết sớm nhất về khả năng nhiếp ảnh của sản phẩm này nha. Oppo Reno 8 Z 5G ngoài những thông số xịn sò trên á thì còn sở hữu một cái viên pin có dung lượng là 4500mAh. Thật tiếc là mình cứ nghĩ em nó sẽ được khoảng 5000mAh cơ. Nhưng mà đây cũng là một cái mức dung lượng đủ để các bạn có thể sử dụng máy gần trong một ngày dài. Và bên cạnh đó thì Oppo Reno 8 Z 5G cũng được hãng trang bị cho công nghệ sạc nhanh Super VOOC 33W. Và đây cũng là một điểm mà mình khá thích ở chiếc điện thoại này, bởi theo như Oppo công bố á, thì với công nghệ này các bạn sẽ chỉ mất khoảng tầm 63 phút để có thể sạc đầy 100% pin cho thiết bị. Và điều này sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được thời gian, đồng thời mang lại một cái trải nghiệm về giải trí cũng như là làm việc và thời gian sử dụng được liền mạch hơn. Ok, tiếp theo mình sẽ điểm qua cho các bạn một vài thông số ấn tượng của bộ đôi Oppo Reno 8 series với hai phiên bản là Oppo Reno 8 và Oppo Reno 8 5G. Theo như hãng công bố thì hai chiếc máy này cũng sẽ có ngôn ngữ thiết kế cạnh viền được làm vuông vức, thân máy mỏng nhẹ cùng với trang bị mặt lưng kính cao cấp được phủ màu Oppo Glow lấp lánh tạo ra hiệu ứng chuyển màu khá là đẹp. Về phần hiệu năng thì phiên bản Oppo Reno 8 thường chúng ta sẽ được trang bị một con chip tầm trung đến từ nhà Qualcomm là Snapdragon 680, vốn được trang bị trên nhiều dòng thiết bị giá rẻ và tầm trung trong thị trường smartphone dạo gần đây. Còn đối với phiên bản 5G thì máy sẽ được cung cấp sức mạnh bởi con chip MediaTek Dimensity 1300 5G cho ra khả năng xử lý đa nhiệm và các tác vụ nặng một cách mượt mà và tối ưu nhất. Còn riêng đối với Oppo Reno 8 5G sẽ được ưu ái trang bị sạc nhanh có công suất lên đến 80W cùng với công nghệ bảo vệ pin độc quyền giúp tăng tuổi thọ pin lên gấp 2 lần.
Và ngoài ra phiên bản 5G cũng sẽ có khả năng chụp đêm ấn tượng với AI, đem đến nhiều những cái chế độ quay chụp cao cấp như là selfie HDR hay là chụp chân dung bokeh flare cũng đều rất là xuất sắc. Ok, sau khi mà những cái sản phẩm này ra mắt á, thì mình hy vọng là mình sẽ có thể test những cái khả năng quay chụp của nó, và đặc biệt là khả năng chụp chân dung, để xem là nó có xứng đáng với cái tên mà Oppo ưu ái đặt cho là chuyên gia chân dung hay không các bạn nhé. Và vừa rồi là toàn bộ thông số cấu hình của thế hệ Oppo Reno 8 series mới nhất và chính xác nhất mà mình muốn chia sẻ đến cho các bạn. Và nếu như các bạn cũng đang quan tâm đặc biệt về các sản phẩm này thì đừng quên theo dõi thêm tại trang web của Thế Giới Di Động, và đừng quên tham gia ngay mini game giật Reno 8 đại chiến 8 giờ tối từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8 cùng nhiều quà tặng hấp dẫn với tổng giải thưởng lên đến 225 triệu đồng. Thông tin và thể lệ trò chơi các bạn xem thêm tại trang web của Thế Giới Di Động nha. Đường link thì mình có để sẵn ở phía dưới phần mô tả rồi đó. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu như các bạn thấy hay thì đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Thế Giới Di Động để đón chờ những video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.